Video ngày hôm nay là dành cho các chị gái, nhưng chủ đề lại là tặng quà cho các anh trai. Vì sao nhở? Vì sắp tới là ngày của một nửa thế giới còn lại rồi đấy. Các chị không tham khảo quà để tặng cho các anh đi còn gì nữa. Để hai chip giúp một tay nha. Một, nước hoa. Giống như phái nữ, các anh con trai cũng rất thích hương thơm, nên các chị cứ mạnh dạn mà mua đi nhá. Hai, đồng hồ. Đồng hồ đối với nam giống như là trang sức đối với nữ đấy nha các chị. Ba, quần áo. Các chị chỉ cần nhớ size đồ của các anh là chọn được ngay, mà không nhớ thì cứ oversize mà múc thôi. 4. Thắt lưng. Các anh là hai mặc mấy đồ sơ viên nghiêm túc các thứ, nên thắt lưng luôn là phụ kiện không thể thiếu đấy. 5. Đồ công nghệ. Các chị đam mê mỹ phẩm bao nhiêu thì các anh say đắm đồ công nghệ bấy nhiêu đấy. 6. Đồ thể thao. Các anh con trai bây giờ chơi nhiều nhất mấy môn thể thao, nên các chị cứ chọn đồ theo môn. Mê lắm đấy nha. Các anh và xác nhận xem list quà này đã đúng ý chưa nhá. Nhớ follow Hi Chip để biết thêm nhiều điều thú vị hơn nha.